Bò ở nhà không ạ? Bò thì đây rồi nhỉ. Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Phương. Nay đi sang chỗ nhà anh Táo già các bác. Hôm trước anh ấy mất thì Phương chưa sang được. Phương sang thăm gia đình một chút. Qua đây thăm con bò của anh Sai. Anh Sai thì có con bò là do cô Thúy Hằng giúp 12 triệu gửi cho Phương Phương mua con bò này cho anh Sai. Nhưng mà hiện tại là không thấy anh Sai đâu. Phương vừa ở dưới nhà nhưng không thấy đâu. Mọi người bảo là đang đi cắt cỏ. Đây là con bò của anh Sai các bác. Con bò này thì các bác nhìn là nó đấy, nó còn non các bác ạ. Sừng nó ngắn tút như này, cái củ sừng nó mới này, mới lớn. Bò này bò cái, mấy hôm nữa thì là nó sẽ đẻ ra bò con các bác. Con bò này là ở quê thì là con trâu là đầu cơ nghiệp. Con bò cũng thế thôi, với anh Sai này. À với anh Sai này thì là sẽ là một con mang giá trị rất là lớn. Mai kia nó đẻ ra bò con nữa. Phen là hay bị nhầm anh Sai với cu Sài. Anh Sai không thấy đâu. Trong cũng báo cáo với các bác ở trong nhà của em và sáu ngón ấy, hôm trước các bác bảo là không để cửa sổ, để không để cái cửa từ trên phòng nhà xuống bếp ấy, thì Phen đã cho điều chỉnh rồi nha các bác nhá. Hôm nay quên không nói rồi, cho điều chỉnh là mở cái cửa từ bếp xuống từ bếp đi ra ngoài. Các bác bảo là cửa chính thì không thể mang củi hoặc là nhiều lúc mổ gà mổ vịt nào không đi qua cửa được, hay cho mở một cửa chính với một cửa sổ đã ngon lành rồi. Mấy hôm nữa thì xong thì Phen vào thanh toán tiền công thợ xây, cái tiền công lắp mái tôn với cả cái tiền vật liệu nữa. Chia sẻ với các bác, nhà đấy thì được bác Trinh bác Tuyết giúp 75 triệu làm cái ngôi nhà đấy. Còn bây giờ đã không thấy anh Sai đâu. Anh đi lấy cỏ đâu bà? Đây các bác, đây có một cái nhà của cu em này. Làm nhà này lâu chưa em? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm á? Năm nay có hai mấy tuổi? Mặc áo vào. Bố mẹ ấy cho à? Nhà này là bố mẹ làm cho ấy. Dạ vâng. Bây giờ không biết ơi. Thế bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đâu có phải đây. Dạ. À, bà đây là mẹ à? À thế à? Đúng rồi, nhìn bây giờ mới thấy quen. Thế ngày xưa là bà về đây là bà ở là nhà này đầu tiên đấy à? Vâng. Đây là con út đấy à? Con út phải. Thế là con út được thừa hưởng của nhà của bà đây đây. Hôm nọ mấy lần vào đây đi xem qua con bò nhưng mà chỉ thấy mỗi vợ em thôi. Đi làm gì về? Vừa đi làm Bắc Ninh. Làm Bắc Ninh à? Ông ấy đâu rồi? Làm nào tìm được ông sao? Vợ đâu? Có nhà không? Vợ có mà. Trẻ con đâu? Một đứa đây à? Đâu? À, một đứa con trai, một đứa con gái à? Nhà bị mất điện à bà? Mất điện đúng không? Đâu? Em bật xem nào. Bây giờ chỉ có mỗi nhà ông Sai thôi. Ông Sai thôi. Có mỗi nhà ông Sai là có điện này các bác. Mất chưa? Bây giờ có mỗi anh Sai có điện thôi. Không có ai có cả. Anh Sai là có thoải mái, có cắt thoải mái. Cắt thế cắt nữa thì cũng không sợ lo là không có điện. Bà có cái gì đấy, váy à? Váy mà. Ôi. Ngày xưa em. Nhưng mà bây giờ còn dùng được không ạ? Không. Không dùng được. Thế bà treo đến đây làm gì? Treo làm kỷ niệm á. Treo làm kỷ niệm á? Ngày xưa là đan bằng tay à? À, chỗ này được mấy cái hả bà? Ba cái siêu to khổng lồ. Nhưng mà vải là vải cũ hay là vải mới em? Vải là vải cũ, ngày xưa kia vải. Nhưng mà vẫn là loại vải này á? Không phải. Hay là vải dệt? Không phải loại vải dệt đâu. Không phải loại vải dệt đâu à? Đâu anh xem nhà nào. Không có điện nhỉ? Không có điện. Đâu em vào trước đi.
Nhà em anh vào, em phải vào trước thì anh mới vào chứ. Tối om om. Có bánh gì đây? Bánh ngô à? Bánh ngô này làm lâu chưa? Kia vừa làm. Làm từ hôm kia? Không để tủ lạnh vẫn ăn được à? Ăn được mà anh. À thế à? Bánh đấy phải cho bếp nướng lên qua nhỉ? Đúng rồi. Thì nó mới nóng lên mới được. Làm nào tìm được ông Sai nhỉ? À, biết đi đâu? Đi cắt cỏ quanh đây rồi mà. Không biết. Không thấy đâu. Okay. Nếu mà tính ra bây giờ bên Đũng Buông này, nhà này là nhà tệ nhất rồi anh nhỉ? Bên này là như kiểu một cái nhà khác hay đúng không? Nhưng mà hiện tại là để rơm rạ để cho ấy thôi. Chào nhá. Thấy ông ấy đâu không? Anh Sai á. Đang ở trên bên Đũng Cáng hay sao ấy? Bên Đũng Cáng á? Qua thấy gạt nó vào đấy. À hay là ông ấy... vừa mới về. Hay là ông đi đám ma nhỉ? Ừ đúng rồi. Mấy lần đây là nhà em đây đúng không? Ừ đúng rồi. Mấy lần đến đây nhưng mà không thấy ở nhà, không thấy cu chồng ở nhà. Đấy, thấy cỡ. Chồng không ở nhà đâu, đi làm. Mới đi làm về để kiếm tiền về cho. Ừ. Tưởng ông Sai ở trên này. Cũng ở đây nhưng mà anh vẫn chết thì xuống dưới chân ở. Ông thế là sáng ông đi cắt cỏ cho bò xong ông ấy lượn luôn nhỉ? Ừ. Ê. Không thấy rồi. Ê, cháu đi xuống nhà ông đấy này. Nhà cái cột này ác ấy nhờ. Cột này nó bị... Hả? Không biết rồi. Cột bên này nữa này không? Hai cột này tất cả không biết. Cột này cũng bị hỏng này. Này các bác. Đấy. Cột bên này cũng thế. Đây. Ô. Cũng mọt hết rồi này. Còn nóng mọt hết mà. Thế này cái này em không dựng thẳng nó lên. Đây. Nó gãy à? Ừ. Nhưng mà cũng vá một cột khác vào đây này. Thế không làm nhà mới cho vợ. Để nào lớn đá, đi làm thuê ở dưới Bắc Linh kia được bao tiền một tháng này em? Em đi làm công nhật được bao tiền? Hơn 100, hơn 200. Ừ. Cắt cái tóc đi thôi. Mấy hôm nữa rậm quá rồi. Lấy dao ra đè đầu xuống chặt tóc nó đi cho. Để nó dài quá. À, thế thôi anh đi về đây, không thấy ông ở nhà. Đi xuống nhà ông. À ừ cho anh mượn, anh xin. Cái này còn đùa cái quan này còn dùng được không? Cái này không dùng được rồi. Thế cái song này để đây làm gì? Cho chó. À. Cái này ngày xưa mỗi đất đây nhỉ? Không có, có rơm không? Có mỗi đất với đá thôi. Ở dưới xuôi là thường thường là có cái đan bằng tre bên trong. Sau đó là đắp rơm với ở bùn vào. Ngày xưa nhà phê hạng thế mà. Đi xuống xem qua nhà ông tí. Ô cái ổi cái quả chín này kìa. Nhưng mà nên đây cũng không thấy nhé, có nhà. Cháu đi đây bà nhá. Dạ. À, báo cáo với các bác, báo cáo với cô Tí Hằng là con bò của nhà anh Sài. Anh Sài nhé. Là hiện tại là nó đang phát triển rất là mạnh, rất là khỏe. Báo cáo với cả bác, các bác Trình, bác Tuyết nữa là con cái ba cái con dê ấy, nhà cháu ba mấy cháu bé ở trong Lũng Vầy Phèn với ở Chí Bền này cũng đã cho làm chuồng rồi, mấy hôm nữa là sẽ xong. Nhưng mà hiện tại là đang chú của ba cháu bé là vừa mới đi làm thuê về. Đấy, nên là mấy hôm nữa thì mới làm được cái chuồng đấy. Bên Đũng Buông là hai nhà này là cao nhất rồi, đến nhà của em này nữa là nhà thứ hai. Rau ngót để cao, đáng nhẽ phải chặt bớt đi như này, nó sẽ mọc thấp hơn. Ở vùng cao như này để nó thấp thì gà với cả, nó thật là như bảo gà nó ị ra đây, nó bắn lên nó sẽ bẩn. Để cao thì tốt hơn này. Xoài chua. Sáng Phèn có mua một ít thịt, đây này, cho anh Sai. Đấy, cho anh Sai này, nhưng mà
không có nhà, chắc phải mang xuống dưới nhà đây, để dưới nhà. Phải đi bằng con xe máy lên đây. Đường xuống nhà anh sai các bác. Dứa chín hết rồi, đang mùa này như kiểu mùa dứa các bác. Nè. Đây có quả chín vàng ươm, kia một quả nữa. Đây có cây bưởi nhưng mà cây bưởi này không bôi vôi ở dưới này nên là có bị cái con mối nó ăn này các bác này. Bây giờ nó phục hồi lại được tí. Bưởi này thì tháng 8 cơ, trung thu thì mới là ăn. Đây dứa này các bác này. Dứa này organic nhá, 100% chín tự nhiên luôn. Đây các bác, chín cây này. Dứa này ngọt lắm. Mùa này là mùa nắng hạn ấy, nó không có mưa nên cực ngọt luôn. Đây này. Đấy, nhưng mà chưa vặt. Nếu mà quả dứa này mà không vặt ấy, một thời gian là bị chuột nó ăn. Nếu mà không chuột nó không ăn thì bắt đầu đến cái con rắn. Dứa này là rắn hay ăn các bác. Cứ thơm thơm nó ăn. Đấy. Chào mừng các bác đến với cái biệt thự bé bé của anh Sai các bác. Ngày trước là phen làm cho anh Vân, nhưng mà anh Vân không may mất. Trước là chỉ có một cái nhà thôi, đằng khung này là không có các công trình phụ này đâu, còn một tí nhà chỗ cái mái tôn xanh xanh hất về ấy. Là có mỗi tí là mái thì mái bằng mái fibro cũ kìa cả. Sau đó là nó bị lóng, nó nước mưa nó chảy vào. Đấy, sau đó là đầu tiên là đến đây là kéo dây nước, hệ thống nước kéo tí 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 trên kia về. Các bác nhìn xem là thi thoảng phải đấy, mỗi cách xa xa một tí là phải đóng cái cọc sắt kìa. Đấy. Đây này, đây cọc sắt này các bác này. Còn đâu cứ ba cái cọc gỗ thì đóng một cái cọc sắt. Đây nhá các bác, một cái cọc sắt trong ba cái cọc gỗ, 1 2 3. Đấy, tít lên đầu nguồn kìa. Đấy, mới được cái nguồn nước về đây. Hiện tại đến được cái nguồn nước về đây thì mùa này thì nó cũng không có nhiều nhưng mà nó đủ. Téc lúc nào cũng đầy. Đấy, téc 1.200. Hôm trước các bác bảo là nếu mà giúp nhà em bó bên kia kìa mà làm có cái bể chứa nước ấy thì kéo nước ở nhà anh Sai sang. Nhưng mà nước đây cũng không đủ áp lực sang. Với cả hiện tại em bó em đang đi đâu các bác? Em bó em đi làm thuê ở đâu rồi thì phen cũng không thấy cả nhà nên là không sang được. Nghe mọi người nói là đi làm thủy điện. Nhưng mà các em này lại có một cái đặc điểm là đi làm thủy điện thì lại rất là cái là ví dụ như là phải thu tiền trước hoặc là làm một tháng là lấy tiền đi, nhưng mà không, cứ làm người ta bảo là làm đến mấy tháng hoặc là một năm mới trả tiền. Đến lúc mà làm gần đến một năm này, thì là 12 tháng thì làm đến 11 tháng này bắt đầu họ giở trò. Thế là không lấy được tiền. Thế là người ta chỉ bố thí cho ăn. Mấy cây vải này không vặt hết quả các bác. Vải này vải chua thôi. Đây, nhà anh Sai đây các bác. Nhà anh Sai thì củi đây rất nhiều. Ông ấy đốt củi nên là lấy củi này. Bên này chuồng gà này. Chuồng gà. Ngày trước mà thật với các bác là nếu mà lúc anh Vân anh mới mất ấy là phen là một mình không dám đi lên đâu. Đi lên một mình không có người ở nhà này cũng sợ lắm. Nhưng bây giờ thì bớt sợ rồi. Đây là củi này, anh ấy lấy cái cây củi to về các bác nhá. Đây như này, cắt ra thành từng đoạn nhá. Đấy, xong là bắt đầu bổ ra từng thành từng thanh này để đốt dần. Đấy, tránh cái lúc mà trời mưa gió hoặc là như nào là không có củi. Đấy, không có bếp ga đút củi này. Nói chung là ông ấy rất là chịu khó và sạch sẽ. Bây giờ thì cả bản mất điện nhưng nhà ông ấy không bao giờ mất điện. Điện còn thừa luôn. Mọi người nóng quá còn bảo xuống đây ngồi cho mát. Đây này, quần áo các bác nhìn này. Quần áo là để gọn luôn. Quần áo đi chăn trâu là để chăn trâu. Quần áo đi chơi là để đi chơi. Rất là sạch sẽ. Móc là treo gọn gàng lên vuông thành sắc cạnh như này. Đây. Còn bên này thì đi đâu thì đóng hết. Nào là cửa bếp, cửa nhà tắm, nhà vệ sinh là khóa hết các bác ạ. Có khóa Việt Tiệp là khóa hết vào rồi. Có mỗi cái nhà vệ sinh kia thì không có gì để lấy trộm nên là anh không khóa. Đây này. Đây có mỗi nhà vệ sinh này không khóa, nhà tắm khóa. Nhà tắm ở bên trong có xà phòng, kem đánh răng rồi các thứ linh tinh anh khóa vào đều đấy. Bột giặt. Đấy. Là không sợ bị đáy bên đấy. Đây bên này chuồng gà. Nói chung là một hệ thống liên hoàn luôn. Đấy, bếp đây. Bếp thì là cái cánh cửa này ngày xưa là cánh cửa nhà chính. Đấy, là chuyển sang đây. Còn nhà đây. Đấy, các bác.
ngô thì lấy được bằng này. Anh xài này, anh sai này cũng có khó khăn lắm các bác, bởi vì cũng độc thân ở một mình, cũng cô đơn không vợ con gì cả. Trước thì không có tài sản, bây giờ nó có con bò. Đấy, vườn rau đợt trước này các bác nghe, lúc mà phen mà anh Vân làm thì nó tốt lắm, bây giờ thì nó bớt tốt đi rồi. Ngô cũng thế, ngô đợt trước là thu hoạch vụ đầu tiên quả to bằng bắp tay luôn. Nhớ mấy anh em phen ấy là bọn em nừ các thứ lên còn luộc ở đây ăn này. Hôm nay không có nhà đóng cửa này thì phen cũng bó tay không vào được rồi. Để cho anh một túi thịt ở đây, dặn bà rồi là có một túi thịt nên là để đây là cho anh ấy, lúc nào anh ấy về thì anh ấy làm cơm ăn. Treo lên đây, mà treo cao quá thì có khi lại không thấy. Treo thấp thấp này thì lại sợ chó mèo, nhưng mà treo đây bảo rồi mà các bác. Treo đây có khi không thấy đâu. Để treo ở chỗ mở cửa này. Ông ấy suốt ngày ăn rau ăn cỏ linh tinh thôi, nên là có cơ hội lên đây là mua cho anh em một ít thức ăn. Thích nhất là chịu khó và sạch sẽ, là chăm chỉ nữa. Củi này đốt thoải mái, củi này chưa hết thì đã lấy thêm củi khác rồi. Đấy, ngày trước là đèn năng lượng này là ước là giúp lắp này. Đấy, đang định làm cao tốc này thì không may anh Vân mất này. Đấy, đầu tiên là chặt cái cây gạo này, cây kia là đã có điểm rồi. Đấy, chặt tiếp cây này nữa, không là ra chặt cây ngoài kia nên là không may các bác. Thi thoảng là lên thăm các diễn viên điện tử, các anh em trên bản này thì để cho khán giả các bác biết. Còn cái mái này thì ngày xưa ước cũng lắp này, làm cho cái mái này. Giờ Feng đi xuống. Feng xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Feng.